cái tiếp tục cái series Flamenco căn bản, Compás là Aquileia. Thì hôm trước mình đã học được hai cái level hơi đơn giản hơn xíu rồi, giờ là tới cái level 3 hơi phức tạp một chút ha. Thì cái này vẫn tập trung vô rest là chính ha. Mình sẽ đếm lại cái Fansta đầu tiên của ngày hôm nay. Thì phát số 1 nó cũng cũng là rest ngón A và ngón M xuống ha. Sau đó là cái phát số 2 là ngón B đi lên, à ngón B đi xuống luôn chứ. 2 cũng là hợp âm mi trưởng luôn ha. Phát số giữa phát số 2 và số 3 thì có một cái tresillod với lại ngón B lên. Thì ngón B lên nó sẽ đúng cho phát số 3 luôn. Mình sẽ đếm nè, nhịp chân và đếm theo. Mình chặn lại luôn ha. Nếu mà đánh nhanh hay đánh chậm thì mình chặn đánh thì đúng là chặn phát số 4, nhưng mà mình đánh nhanh thì mình sẽ chặn lại vừa đánh số 3 lên phát số 3 mình chặn lại luôn. Có thể chặn bằng ngón út ở đây. 1, 2, 3. Hoặc là chặn cái bàn tay ở đây, bằng cái palm ở đây. Rồi phát số 4 mình không đánh ha. 1, 2, 3. Phát số 4 mình không đánh, mình sẽ go B ở đây. 4. Rồi 4 từ từ phát số 4 cho tới phát số 6 cũng giống như mấy phần sơ tài trước. 4 và 5 và 6 và ha. Cái này nó giống nhau. 4 và 5 và 6 và 4 và 5 và 6 và. Rất dễ đúng không? 4 và 5 và 6 và. Rồi, từ phát số 7 đến phát số 8 thì hai cái tresillod đánh gấp đôi thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi mình chặn lại. 7 3 8. 9, 9 là câu B ha. 7 3 8. Chặn lại. 7 3 8. Chặn. 9 và chặn. 11 khó không? Rất khó nhưng mà rất hay nè. 1 2 3 chặn. 4 và 5 và 6 và 7 chặn. 9 10 chặn. 12 đếm lại ha. Mình đếm không thì không có thêm mấy cái hướng dẫn trong đó cho nó đều. Ta tiếp theo thì khúc đầu nó cũng gần giống vậy ha, nhưng mà thêm một cái phách nữa.
thêm một cái phách phách giữa phách số 1 và phách số 2 thì có một cái thắt lên. Cái còn lúc nãy là chỉ là xuống. Thì bây giờ là một. Nó hơi khác chút ha. Có phách lên đó. Tới chỗ này là một cái chuỗi arpeggio.